Hi, chào cả nhà, đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì hôm nay là rằm, 15 cả nhà. Thì hôm nay Thi Lê quay trở lại với tu viện Minh Đạo. Đó, nơi mà sư Minh Đạo cùng với lại các chú tiểu mồ côi. Thì kỳ trước thì Thi Lê cũng có quay tới tu viện Minh Đạo. Thứ nhất là quay toàn cảnh cho mọi nhà, mọi người xem. Và thứ hai là Thi Lê cũng nhận được cái phụ trách của một quý mạnh thường quân, một Phật tử giấu tên ở Mỹ, gửi tiền về cho Thi Lê, giúp cho những bà con nghèo ở đây, mỗi người 100.000. Đó, thì hôm nay tiếp tục là quay trở lại lần thứ hai, thì Thi Lê cũng nhận được số tiền của quý mạnh thường quân, có cho mấy người vô gia cư ở đây là 200 cái bánh trung thu, mỗi người là được 2 cái bánh trung thu và được 100.000 nha cả nhà. Đó, thì bây giờ trước tiên Thi Lê sẽ quay toàn cảnh tu viện Minh Đạo cho cả nhà cùng xem. Mấy bà biết tại sao mà mình nghèo không? Mấy bà biết tại sao đời này mình nghèo không? Không biết. Tại vì đời trước thì mình đã gây ra nhiều tạo nghiệp, nghiệp báo, nên đời này mình mới nghèo như vậy. Nhưng mà cái nghèo mình có thể là chúng mình bán được á cả nhà. Tại vì cái nghèo mình bán được là cứ mỗi ngày mình nhấp niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật là mình có thể mình bán được cái nghèo, chứ cái nghèo mình mua không có được. Thì ở đây mấy bà, mấy cô, mấy chú gán niệm Phật nha. Dạ. Với lại cái điều quan trọng là giữ được mấy giới nào được thì tốt, không hút thuốc, không tà dâm, không trộm cắp, không lừa dối. Có chỉ hút thuốc thì có. Hút thuốc. Vậy hả? Dạ. A Di Đà Phật. Bánh đi rồi chút mới được 100.000 nha, đi cho con không nhớ à. Đây, bây giờ đến vòng bên đây. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật, nhớ niệm Phật bán cái nghèo mình nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi xong hết bây giờ rồi. Dạ. Dạ có chút xíu chờ. Giờ khi mà nãy người cầm mình nhìn thấy cái bánh mình sẽ thấy ở người chồng mình nha. Mà khi nhận tiền hay là nói cảm ơn thì A Di Đà Phật nhìn con. A Di Đà Phật. 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 Vâng, chào con xíu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rồi rồi chờ con xíu để con lấy bánh. Nãy bà xin hai cái đúng không? Dạ dạ. Rồi cảm ơn nha. Hả? Thêm xin thêm mấy cái nữa đúng không? Dạ. Hai cái nữa. Rồi. Để cho đã. Rồi. Nay em có nay nhà. Dạ nay em có nhà. Cảm ơn ba. 300 cái ba. Đúng rồi chú. Hay đến ba. Em còn đúng phải không? Con đã cho rồi mà. Chú đi chú đưa về gần con. Anh cho nó 100 ngàn anh. Rồi em đã làm đủ rồi, bây giờ em qua cậu bên đây nữa. Nha. Anh ơi cho bé này 100 ngàn uống sữa đi anh. Thôi nha, mấy người ngồi đây nha, không được chạy qua ảnh nha. Thôi, coi em nhớ mặt rồi. Mấy lần rồi nhớ rồi. Xuống đây mấy lần thì chị cũng nhớ. Tâm lưng đứng đi. À, cho cô hai cái. Hai cái. Rồi, cảm ơn chú. Hai gì là vợ. Dạ. A Di Đà Phật. Niệm Phật không được hả? Không, không nói được. Dạ. Ông không nói được. Chị bán vé số cho nghe. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Trời ơi anh rồi mà. Rồi có kìa. Đưa rồi. Rồi đây cái bánh cho cô. Dạ hai cái luôn. Hai cái luôn. Cho hai, cho xin hai cái bánh hủ cho con với chú. Cho con với chú. Dạ. 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 Cảm ơn. Coi như có luôn hả? Đây con có rồi mà. Con nít tôi có nói xạo nha. Con có rồi. Con rồi thì thôi. Giờ con xin nữa đúng không? Cho chú cho, chứ không có nói xạo. Trông xin cái hả? Dư vậy. Cậu nãy xin hai cái bánh cho con già ở nhà 100 uống thuốc uống đi cậu. Tôi xin dùm. Được rồi, được rồi. Xin anh xin nãy. Dạ. Cho hồi nãy cô nhận rồi mà.
Không có, tôi xin cho bà già. Rồi, dạ, đúng rồi. Em cho tiền bà già hả? Dạ. Em ơi, em cho tiền bà già hả? Có người con. Nhà thấy
chỉ có ngôi chùa của sư Minh Đạo mới dám làm điều này thôi, mới dám làm điều này với lại sư Minh Tuệ thôi cả nhà. Chứ hình như là Tỷ Lệ thấy đi tất cả chùa luôn thì không có chùa nào mà dám để hình sư Minh Tuệ hết trơn cả nhà. Hôm nay là những bức ảnh của sư Minh Tuệ là những bức ảnh mới hết nè cả nhà. Xung quanh là hình sư Minh Tuệ không?